Xin kính chào quý vị và các bạn. Phương Thứ rất vui khi lại được đồng hành cùng quý vị trong phần bản tin của kênh Tin mới nhất. Và chúng tôi với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp, luôn tự hào là kênh đưa tin nhanh và chính xác nhất. Ngày hôm nay đã có những thông tin đáng chú ý nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 24 giờ. Thưa quý vị và các bạn, trong bản tin ngày hôm nay, bản tin 24 giờ xin chuyển đến quý vị khán giả những thông tin mới nhất về tình hình thời tiết trên cả nước. Trước khi đi vào nội dung bản tin, chúng tôi xin điểm qua những tin chính ngay sau đây. Thời tiết năm 2023 sẽ như thế nào? Dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, thời tiết cả nước ra sao? Thời tiết năm 2023 sẽ như thế nào? Từ khoảng tháng 3 năm 2023, nắng nóng có thể xuất hiện ở Tây Bắc Bộ, Nam Bộ. Từ khoảng nửa cuối tháng 6 năm 2023, bão áp thấp nhiệt đới có thể xuất hiện trên khu vực Biển Đông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn đưa ra bản tin dự báo xu thế khí hậu từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2023 trên cả nước như sau. La Nina còn duy trì đến hết mùa xuân năm 2023. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng La Nina còn duy trì đến hết mùa xuân năm 2023. Với xác suất khoảng 50-60%, sau đó có xu hướng chuyển dần sang trạng thái trung tính vào những tháng mùa hè, với xác suất khoảng 65-75%. Những tháng cuối năm 2023, nhiệt độ mặt nước biển có xu hướng tăng dần và trạng thái ENSO có khả năng nghiêng về pha nóng, không ngoại trừ khả năng hiện tượng Enino quay trở lại vào các tháng cuối năm 2023. Enino là từ dùng để chỉ hiện tượng nóng lên dị thường của lớp nước bề mặt biển ở khu vực xích đạo trung tâm và Đông Thái Bình Dương, kéo dài 8-12 tháng hoặc lâu hơn, thường xuất hiện 3-4 năm một lần, song cũng có khi dày hơn hoặc thưa hơn. La Nina là hiện tượng lớp nước bề mặt ở khu vực nói trên lạnh đi dị thường, xảy ra chu kỳ tương tự hoặc thưa hơn El Nino. Hiện tượng La Nina có thể xuất hiện ngay khi hiện tượng El Nino suy yếu, nhưng có khi không phải như vậy. Xu thế khí hậu từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2023, rét đậm rét hại tập trung trong nửa cuối tháng 1 và tháng 2 năm 2023. Không khí lạnh tiếp tục hoạt động mạnh, rét đậm rét hại còn xảy ra tập trung trong nửa cuối tháng 1 và tháng 2 năm 2023. Cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết ở khu vực núi cao. Nửa cuối tháng 6 có thể xuất hiện bão và áp thấp nhiệt đới. Từ nay đến tháng 4 năm 2023, bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông. Những nhiễu động thời tiết còn hoạt động trên khu vực phía nam của Biển Đông. Từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2023, bão áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, có khả năng xuất hiện từ khoảng nửa cuối tháng 6 năm 2023. Nắng nóng có thể xuất hiện từ tháng 3. Nắng nóng có thể xuất hiện ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ từ khoảng tháng 3 năm 2023. Sau đó nắng nóng gia tăng về cường độ và mở rộng sang khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ vào tháng 4 và tháng 5 năm 2023. Đến tháng 6 năm 2023, nắng nóng xảy ra chủ yếu ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2023, nhiệt độ trung bình tại khu vực Bắc Bộ phổ biến ở mức cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Khu vực Trung Bộ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2023 tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Các khu vực khác, nhiệt độ phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Mùa mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ có thể bắt đầu sớm. Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2023, tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn từ 10-20% so với trung bình nhiều năm. Các khu vực khác phổ biến cao hơn từ 10-30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2023, tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Riêng khu vực đồng bằng và ven biển cao hơn từ 5-10% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Nam phổ biến thấp hơn từ 5-10% so với trung bình nhiều năm. Khu vực Quảng Ngãi đến Bình Thuận, Tây Nguyên, Nam Bộ tổng lượng mưa phổ biến cao hơn từ 10-20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Mùa mưa ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng bắt đầu sớm hơn hoặc so với trung bình hàng năm. Xu thế nhiệt độ lượng mưa từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2023, bão áp thấp nhiệt đới có thể ít hơn so với trung bình nhiều năm. Số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông cũng như ảnh hưởng đến đất liền có khả năng ít hơn so với trung bình nhiều năm. Bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền nước ta phù hợp với quy luật của khí hậu. Từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2023, bão và áp thấp nhiệt đới sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Từ khoảng từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2023 sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung. Nắng nóng xảy ra ở Bắc Bộ, Trung Bộ từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2023. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2023, nắng nóng tiếp tục xảy ra chủ yếu ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Trong các tháng nửa cuối năm 2023, cần đề phòng gió mạnh trên biển do tác động của xoáy thuận nhiệt đới và gió mùa Tây Nam ở vùng biển giữa Nam và Biển Đông. Không khí lạnh từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2023 ở khu vực Biển Đông.
Ngoài ra, trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông sét, lốc, mưa đá. Nhiệt độ trung bình trong thời kỳ từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2023 phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm và có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm trong thời kỳ từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2023. Lượng mưa ở Trung Bộ cao hơn trung bình nhiều năm. Từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2023, lượng mưa trên cả nước có xu hướng xấp xỉ với giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Riêng khu vực Trung Bộ, lượng mưa có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm. Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2023, tại các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, lượng mưa có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm. Trong khi đó, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, các tỉnh thuộc Tây Nguyên và Nam Bộ, lượng mưa có xu hướng thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. ENSO là chữ viết tắt của từ ghép El Niño, Southern Oscillation, để chỉ ra hai hiện tượng El Niño và La Niña có liên quan dao động của khí áp giữa hai bờ phía Đông Thái Bình Dương và phía Tây Thái Bình Dương, Đông Ấn Độ Dương, để phân biệt với dao động khí áp ở Bắc Đại Tây Dương. Hiện tượng El Niño và La Niña thể hiện sự biến động dị thường trong hệ thống khí quyển đại dương với quy mô thời gian giữa các năm, có tính chu kỳ hoặc chuẩn chu kỳ. Chu kỳ hoạt động của hiện tượng El Niño từ 2 đến 7 năm, có khi trên 10 năm. Thời gian xuất hiện của hiện tượng El Niño là 11 tháng, dài nhất là 18 tháng. Chu kỳ của hiện tượng La Niña thường kéo dài hơn chu kỳ của hiện tượng El Niño. Thời gian trung bình của một lần xuất hiện hiện tượng La Niña là 14 tháng, nhiều nhất là 24 tháng. Năm chuyển pha ENSO, thời tiết khí hậu bất thường có những biến động mạnh trên phạm vi toàn quốc cũng như khu vực Biển Đông, nên người dân cần đề phòng bão mạnh, hướng di chuyển phức tạp, mưa lớn cục bộ, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt trong các tháng chuyển mùa và trong thời kỳ mùa mưa bão năm 2023. Dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và 1 tháng 5, thời tiết cả nước như thế nào? Kỳ nghỉ lễ kéo dài thứ hai trong năm chỉ sau Tết Nguyên đán Quý Mão sẽ là dịp để người dân đi chơi, du lịch, về quê, giải trí ngoài trời. Năm 2023, kỳ nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương liền ngày với kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Người lao động sẽ được nghỉ lễ 5 ngày liên tục từ ngày 29 tháng 4 đến hết ngày 3 tháng 5. Đây là dịp nghỉ lễ kéo dài thứ hai trong năm 2023 chỉ sau Tết Nguyên đán Quý Mão 7 ngày. Do đó, người dân bắt đầu có những kế hoạch vui chơi, giải trí, du lịch, về quê. Thời tiết sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch của người dân. Để người dân nắm bắt được tình hình thời tiết, có kế hoạch chi tiết cho những chuyến đi, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra nhận định về tình hình thời tiết 5 ngày nghỉ lễ cụ thể như sau. Các tỉnh Bắc Bộ từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 phổ biến ít mưa, ngày nắng. Riêng khu vực Tây Bắc từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 khả năng xuất hiện nắng nóng nhưng không gay gắt. Chiều tối đến đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tây Nguyên từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 phổ biến ít mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Nam Bộ từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 phổ biến ít mưa, ngày nắng nóng, mức độ nắng nóng không gay gắt. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình thời tiết của bản tin 24 giờ ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất cũng như các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực, thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.